bản bài Vẻ Vang Phụ Nữ Việt Nam. Bài gồm có hai phần. Phần 1 là phần giảng nhạc, phần 2 là phần bài tập. Trước khi vào bài, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Luôn ủng hộ mình nhé. Xin mời các bạn. Ta vào phần giảng nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Phần giọng nhạc của giữa bài, ta bước chân phải lên, tay đưa lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, ta để tay cho em, nghiêng người đi, chân phải hướng sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ tôi đi sang phần thứ 2, là phần bài tập gồm có 3 tổ hợp. Ta đi tổ hợp thứ nhất. Ta đi ngược chiều này. Chân trái bước sang này, tay đi nhẹ hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ ta đi cùng chiều ạ. Chân trái bước sang, ta thả lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ ta sang tổ hợp thứ hai. Bắt đầu. Chân phải đưa sang, hai tay đưa trước ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay cùng chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ ta sang tổ hợp thứ 3. Tay từ đưa này, chân phải đưa lên trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, ta đưa tay, tay trái cầm tà áo dài, chân trái bước sang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay cùng chiều ạ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 2. Tôi trả 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ ta vừa đi xong 3 tổ hợp. Bây giờ ta đi lại 3 tổ hợp. Từ tổ hợp 1 bắt đầu. Chính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3. Chân phải đứng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.